du lịch Việt Nam nói chung, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng đang thúc đẩy phân khúc khách quốc tế có chi tiêu cao, và du lịch golf được coi là sản phẩm thế mạnh. Với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời sở hữu 3 sân golf, trong đó sân golf The Bluff Hồ Tràm nằm trong top 10 sân golf đẹp nhất thế giới, Bà Rịa Vũng Tàu đang có những lợi thế để phát triển dòng sản phẩm này. Golf đang là bộ môn thể thao được ưa chuộng, đặc biệt đối với du khách quốc tế khi đến Việt Nam, nhất là với thị trường Hàn Quốc. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, 8 tháng đầu năm nay, riêng khách Hàn Quốc sang Việt Nam chơi golf gần 1,8 triệu lượt. Môn thể thao golf là một môn thể thao vừa tập thể vừa cá nhân, đòi hỏi golfer phải chiến thắng được chính mình, cũng như là thông qua môn thể thao golf thì sẽ xây dựng những mối quan hệ, những cái hoạt động bổ trợ xung quanh để nhằm gắn kết những cái cá nhân riêng lẻ với nhau. Môn thể thao này là một môn thể thao rất là nghiêm chỉnh và đòi hỏi cái người chơi phải nghiêm khắc cả về thời gian và quy luật. Ngoài ra thì môn thể thao này cũng rất tốt cho sức khỏe. Du lịch golf là loại hình du lịch thể thao cao cấp, kết hợp việc chơi golf và khám phá tham quan sân golf hay nghỉ dưỡng quanh khu vực sân golf. Xu hướng du lịch này ngày càng phát triển và trở thành một trong những loại hình du lịch thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất. Đây là dòng sản phẩm du lịch cao cấp có khả năng thu hút những đối tượng khách có mức chi tiêu cao. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển các khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp, thì các nhà đầu tư cũng luôn chú trọng phát triển thêm hệ thống các sân golf. Trong mỗi chuyến du lịch ấy, thì ngoài là khám phá cảnh đẹp hay là đồ ăn ngon thì mình còn có thể khám phá những sân golf, là trong những cái lần du lịch đó sẽ bổ sung sức khỏe cho mình, và ngoài ra thì mình cũng có những trải nghiệm ở các nước khác nhau. Đây là cũng là một cái dịp mà để quảng bá cho cả du lịch của Vũng Tàu, và đặc biệt là những người yêu thích golf, những người đam mê golf và sắp sửa để bước tới tham dự cái môn này. Và đây là một cơ hội, như các bạn có thể nói rằng là sân golf Hồ Tràm thực sự ra là một tác phẩm rất là đẹp, và một tác phẩm được thiết kế phải nói rất là đẹp. Và cái việc để truyền tải được hình ảnh của sân golf cũng như là cho tất cả người hâm mộ ở trên toàn quốc, và các bạn có thể thấy được rằng là có gần 10 quốc gia cũng có vận động viên để tham gia giải đấu này. Bà Rịa Vũng Tàu có lợi thế về địa hình, với nhiều vùng mang đặc điểm bán sa mạc, đường bờ biển đẹp, hệ sinh thái phong phú và khí hậu mát mẻ quanh năm. Chính vì vậy, Bà Rịa Vũng Tàu có điều kiện lý tưởng để phát triển các sân golf và chơi golf thích hợp. Bà Rịa Vũng Tàu hiện sở hữu 3 sân golf tọa lạc tại thành phố Vũng Tàu, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc. Mặc dù số lượng sân golf chưa nhiều, nhưng chất lượng cả 3 sân đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, với đặc sản là các bẫy tự nhiên tạo thách thức cho các golfer. Bà Rịa Vũng Tàu thì có, theo tôi được biết thì có 3 sân golf, và nó được phân bổ cũng đều ở trên toàn tỉnh. Thì đấy cũng là một lợi thế, và cũng nằm trong một số tỉnh ở khu vực miền Nam mà có khá nhiều sân golf. Và đặc biệt là sân golf đạt cái chuẩn như là sân Hồ Tràm. Thì với việc có một cái cơ sở hạ tầng dịch vụ như thế rồi, thì việc thu hút cả golfer và du lịch golf từ bên ngoài vào thì tôi nghĩ sẽ rất là thuận lợi. Và quan trọng nhất là sự quan tâm của tất cả các ban ngành trong tỉnh, cũng như là sự hỗ trợ của các đối tác bên ngoài và sự hợp tác của các nhà đầu tư về sân golf, thì cần phải có sự phối hợp của tất cả các bên đấy, cộng với nỗ lực của Hiệp hội Golf Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng Bà Rịa Vũng Tàu sẽ rất có nhiều cơ hội để phát triển về du lịch golf. Cái ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và du lịch golf Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng thì rất là cần những cái chương trình, những cái hoạt động như thế này để bạn bè trong nước cũng như quốc tế biết đến Bà Rịa Vũng Tàu, biết đến ngành golf Bà Rịa Vũng Tàu đang ngày một phát triển. Hội golf Bà Rịa Vũng Tàu có gần 1.000 thành viên, là một trong những hội golf đông nhất Việt Nam. Thì cũng thông qua cái chương trình này thì mong muốn là sẽ lan tỏa
đến cái công tác du lịch của tỉnh nói chung và đặc biệt là du lịch gốc. Nó có ý nghĩa rất tốt cho sự phát triển du lịch gốc bởi vì là ở đây họ có thể quảng bá một sân golf rất là đẹp tầm cỡ thế giới và được một huyền thoại thiết kế thì nó sẽ lan tỏa cho mọi người và sẽ thu hút nhiều người đến du lịch gốc ở Việt Nam hơn. Đặc biệt, sân golf The Fluff Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc nằm trong top 100 sân golf đẹp nhất thế giới. Do vậy, đây cũng là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch golf khi đến Việt Nam. Trong tổng số gần 15.000 khách du lịch golf quốc tế đến Việt Nam, chiếm gần 10% lượng khách du lịch golf quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023, có khoảng 50% lựa chọn trải nghiệm sân golf The Fluff Hồ Tràm. Sân golf Hồ Tràm thì bao nhiêu năm nay vẫn nằm ở trong top 100 golf của sân golf thế giới. Đây là niềm tự hào của Hồ Tràm và cũng như là tự hào của golf Việt Nam. Mọi người từ nước ngoài về cũng đều mong muốn được trải nghiệm ở sân The Fluff Hồ Tràm bởi vì đây là sân golf nằm trong top 100 sân golf thế giới mà chúng ta hoàn toàn được tự hào về điều đó. Đây là một sân golf mà tôi đã được biết một trong 100 sân golf đẹp nhất thế giới. Chính vì vậy mà tôi có mặt hôm nay ở đây. Đây là một sân golf đầu tiên là đẹp. Thứ hai là rất là hoang sơ, hoang dã và rất gần gũi với thiên nhiên. Thời gian qua, golf của Bà Rịa Vũng Tàu phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 golfer. Những năm qua, với sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng người chơi golf đã tổ chức nhiều chương trình giải đấu quy mô. Thông qua đó đã góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh con người Bà Rịa Vũng Tàu. Giải đấu này đã quy tụ được một cái số lượng golfer rất nhanh, là full toàn bộ cái slot của sân là 112 pha. Và ngoài ra thì cái số golfer trong cái danh sách chờ còn rất nhiều. Thì đây cũng là một cái giải golf mà có lẽ là trong cái quy mô thì lớn nhất so với cái hệ thống tổ chức giải golf từ trước đến nay của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kỳ vọng rằng là sẽ cùng với ngành du lịch là phát triển cái phong trào golf một cách tốt nhất và đặc biệt là quảng bá cái du lịch golf và những cái sân golf đẹp nhất của Bà Rịa Vũng Tàu cho du khách. Gần đây nhất, trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023, Hội Golf Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì tổ chức giải golf giao hữu tại sân golf Hồ Tràm. Quy tụ hơn 100 golfer trên cả nước, giải golf giao hữu trở thành điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu 2023. Hơn 100 golfer tranh tài ở 3 bảng đấu, bảng A HDC từ 0 đến 13, bảng B HDC từ 14 đến 20 và bảng C HDC từ 21 trở lên. Giải đấu được diễn ra theo thể thức stroke play đấu gậy, một vòng 18 hố, tính điểm best net các bảng, người có số gậy tốt nhất sẽ giành best score. Đây được xem là cơ hội vàng để quảng bá sản phẩm thể thao kết hợp du lịch, thu hút dòng khách chi tiêu cao về với Hồ Tràm nói riêng, Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Đầu tiên mình tự được tham dự cái giải của giải golf của Bà Rịa Vũng Tàu để kích cầu du lịch golf. Như các bạn đã thấy thời gian gần đây thì rất nhiều tỉnh thành có những cái lễ hội golf, có những cái giải golf để kích cầu du lịch và du lịch golf đã mang lại rất nhiều cái giá trị cho tỉnh và cho địa phương. Như các bạn đã biết thì cái số lượng golfer mỗi năm nó một tăng lên từ 20%, bây giờ tổng số lượng golfer trên toàn quốc khoảng hơn 100.000 golfer và số lượng mỗi năm tăng khoảng 15-20%. Cho nên cái nhu cầu của mọi người đánh golf bây giờ nó đang rất là cao và golf Việt Nam đang phát triển rất là mạnh. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng đây nó sẽ là một cái thông qua những cái giải đấu như thế này nó sẽ kêu gọi và thu hút được những cái du khách đặc biệt quan tâm đến môn golf và từ cái môn golf cũng sẽ quảng bá thêm những cái lĩnh vực du lịch khác cho Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện du lịch golf đang được coi là sản phẩm thế mạnh thu hút khách chi tiêu cao đến Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, trong 3 sân golf đang hoạt động, chỉ duy nhất sân The Fluff Hồ Tràm đủ các tiêu chuẩn khắt khe để tổ chức các giải golf quốc gia quốc tế. Ngoài ra, vì Bà Rịa Vũng Tàu chưa có sân bay, nên việc kết nối với các hãng lữ hành để hình thành các sản phẩm tour du lịch golf trọn gói tại tỉnh ta vẫn còn yếu. Bên cạnh đó, giá thành cao so với các nước Đông Nam Á, một phần do thuế tiêu thụ đặc biệt 20%, cao hơn hẳn các nước khác. Việc mà Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để phát triển cái du lịch golf lên thì tôi nghĩ rằng với cái khả năng của VZ Group có thể hỗ trợ được cho tỉnh nhà phát triển được cái du lịch về golf là một trong những cái
ngành du lịch mà có thể nói là mới nổi nhưng sẽ rất là phát triển trong cái thời gian tới. Đặc trưng của khách tham gia du lịch golf thường đến và quay lại nhiều lần, chi tiêu cao. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam nói chung, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng có đầy đủ tiềm năng và cơ hội để trở thành thiên đường golf của châu Á. Nếu được tháo gỡ những khó khăn về thuế, cộng với sự vào cuộc thực sự từ các đơn vị lữ hành, các nhà đầu tư, du lịch golf sẽ là sản phẩm thế mạnh thu hút khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.